Xin chào tất cả quý vị, trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Hiện tại thì Nhật An và Hải Yến đang có mặt tại showroom Mắt Hôn miền Nam, 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể hơn thì chúng tôi đang có mặt tại tầng 3. Tại đây thì chúng tôi có trưng bày một số trang thiết bị nội thất và đây cũng là một nơi để tiếp đón quý khách hàng. Và khi quý vị đến đây thì sẽ có đội ngũ kiến trúc sư, chúng tôi sẽ có thể dẫn quý vị đi tham quan cũng như là sẽ trao đổi kỹ hơn liên quan đến vấn đề là thiết kế và thi công trọn gói. Cho nên quý vị hoàn toàn có thể ghé đến showroom của chúng tôi. Nếu quý vị ở miền Bắc thì có thể ghé đến showroom ở Hà Nội nè, miền Trung thì có thể ghé đến showroom ở Buôn Ma Thuột nè, Đà Nẵng nè, hoặc là Hà Tĩnh. Còn ở miền Nam thì có thể ghé đến showroom ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ hoặc Cà Mau. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có một chuyến đi đến Bình Dương và chúng tôi sẽ dẫn quý vị, chúng ta sẽ ghé thăm công trình của nhà anh Tùng là khách hàng của Mắt Hôn. Đây là công trình mà anh đã dẫn quý vị đến vài lần rồi và hôm nay thì chính thức đấy là công trình đã hoàn thiện 100%. Cho nên là chúng ta sẽ đến và thực hiện nghi thức lễ bàn giao. Bây giờ thì cũng đã đến giờ rồi, hãy cùng Nhật An và Hải Yến chúng ta sẽ di chuyển đến Bình Dương nhé. Và hiện tại thì Nhật An cùng với Hải Yến đang có mặt tại khuôn viên của công trình của nhà anh Tùng và chị My. Và bên cạnh Nhật An đây chính là anh Tài, là giám đốc thi công của công trình này. Và em sẽ mời anh bây giờ chính thức mình sẽ bàn giao chìa khóa cho gia chủ cũng như sẽ có đôi lời phát biểu nhé. Hôm nay là cái ngày bàn giao cho gia chủ thì em cũng xin đại diện công ty được cảm ơn anh và bên tổ gia đình đã tin tưởng và lựa chọn công ty em để thiết kế và thi công trọn gói của anh nhà. Trong quá trình làm việc thì anh đã tạo được mọi điều kiện thuận lợi cho bên đội ngũ thi công và thi công. Là em xin chúc anh và gia đình được thật nhiều sức khỏe, là công việc càng ngày càng thăng tiến. Dạ vâng, và hiện tại thì em đang có mặt tại công trình này thì em cũng cảm thấy rất là vui. Công trình của nhà mình thì đã được thi công xong hoàn tất hết rồi. Và không biết thì ngay trong cái ngày bàn giao ngày hôm nay thì không biết là cái cảm xúc của anh như thế nào? Anh có đôi lời gì muốn gửi đến khán giả không ạ? Thay mặt gia đình xin cảm ơn toàn thể ban lãnh đạo của công ty Mắt Hôn cũng như anh em đội ngũ thợ xây đã cùng gia đình hỗ trợ gia đình xây một cái nhà rất là đẹp. Và theo ý muốn của gia đình thì cũng một lần nữa là thay mặt gia đình xin cảm ơn toàn thể tất cả các anh em rất là nhiều, cùng chúc ban lãnh đạo công ty cũng như là quý anh em là nhiều sức khỏe, nhận được nhiều các công trình do người ta xây dựng. Và thay mặt công ty thì em cũng có một chút nói vài lời nhỏ gửi đến anh. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, và em xin đại diện công ty cảm ơn anh và gia đình vì đã tin tưởng sử dụng dịch vụ Mắt Hôn. Chúc anh và gia đình mình sẽ có một cuộc sống thật là vui vẻ, bình yên, hạnh phúc trong căn nhà mới của mình anh nhé. Bây giờ thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị về công trình rất là đẹp ngày hôm nay mà chúng ta vừa thực hiện xong nghi thức lễ bàn giao. Phải nói là với công trình này là một công trình mà nhà vườn cũng rất là tiêu chuẩn đúng không em? Dạ đúng rồi, đây có thể gọi là mẫu nhà vườn quốc dân luôn nha quý vị. Và theo như quý vị thấy thì mẫu nhà này thì sẽ là được thiết kế theo phong cách hiện đại. Chúng ta không có sử dụng quá nhiều cái đường phào trị âm nổi ở đây mà chúng ta sẽ chủ đích là sẽ nhấn giá vào những cái vật liệu ốp như thế này. Ở đây thì là đối với bất kỳ nào công trình của Mắt Hôn thì chúng tôi cũng sẽ thiết kế và thi công có những cái đường chân tường bằng gạch ốp như thế này. Và cái yếu tố này nó cũng sẽ mang lại cho chúng ta một điều, đó là thứ nhất là về tính thẩm mỹ nè. Thứ hai là cái việc ốp như thế này nó sẽ giúp cho công trình của chúng ta không có bị nứt vỡ hoặc là thấm nước khi mà trời mưa.
Đúng rồi, và rõ ràng với những công trình hiện đại thế này đó Yến, thì cái việc mà chúng ta sử dụng vật liệu cũng rất là quan trọng quý vị. Bởi vì nhà hiện đại thì đã thiệt thòi hơn so với nhà tân cổ, là đã không có nhiều chi tiết trang trí rồi, cho nên bắt buộc là chúng ta phải ốp lát vật liệu thật là nhiều để giúp cho công trình nổi bật hơn. Về vật liệu này thì chúng tôi sẽ có cuốn catalog vật liệu của Mắc Hôm. Gia chủ hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn vật liệu phù hợp với sở thích và khả năng tài chính của mình. Đây cũng là một điểm cộng của công ty nha. Và ngoài ra thì đến khi mà ra dự toán, nếu như quý vị vẫn có muốn thay đổi về cái chủng loại vật tư vật liệu cho phù hợp thì chúng tôi vẫn sẽ hỗ trợ cho quý vị. Cho nên là quý vị cũng có thể là yên tâm. Di chuyển một chút xíu ở phía bên này đi. Thì như quý vị có thể thấy là công trình này có một điểm thú vị, đó chính là một công trình nhà vườn. Cho nên là xung quanh, nếu quý vị quan sát thước phim bay flycam sẽ thấy đó chính là rất là nhiều cây xanh luôn ha Yến. Phải nói là cây xanh khắp nơi luôn. Thì đây là một điểm cộng rất là lớn, sẽ giúp cho cảm giác ngôi nhà chúng ta sẽ có thêm sinh khí rất là nhiều. Dạ, và đối với một công trình nhà vườn á, thường thường thì em sẽ thấy là khách hàng họ sẽ lựa chọn là làm hai cái vị trí cột ở trước phần hiên chính như thế này. Còn ở đây đối với công trình nhà anh Tùng thì ở đây thì thay vì làm một cái hệ cột như vậy á, thì gia chủ sẽ lựa chọn là không làm mà thay vào đó là sẽ làm một cái vườn cây ở đây. Và em thấy làm như vậy thì cái không gian ở đây nó sẽ rất là rộng rãi và thoáng mát hơn rất là nhiều. Đúng rồi, và tạo nên một cái điểm gì đó khác biệt hơn so với đa phần những công trình khác, đúng không nào? Ngoài ra thì ở vị trí này phải nói là không gian cũng rất là lý tưởng nha. Đó chính là gia chủ đã chừa ra để làm một cái phần giống như là cái hiên của quý vị, có thể ngồi đây thư giãn uống trà với gia đình, đúng không nào? Ở phía bên trên thì sẽ có một cái phần đua ra để làm phần mái che. Và cái phần đua này ở phía bên trên chúng tôi sẽ ốp, đó chính là gỗ nhựa, để tạo cảm giác cực kỳ là thoáng mát. Cho nên là bây giờ thì em thấy là cái xu hướng thiết kế mà có những không gian mở đó Yến, thì cũng đang rất là được ưa chuộng nha. Còn hệ thống cửa thì công trình này đều sẽ sử dụng, đó chính là cửa nhôm hệ kính 100% để có thể lấy được thật là nhiều nguồn sinh khí và ánh sáng vào bên trong của công trình. Và bây giờ thì Yến sẽ bật mí về kích thước của căn nhà này. Và căn nhà này thì có diện tích nó sẽ thiên về chiều sâu hơn. Có chiều sâu là 24,6m, còn chiều ngang là 7,5m. Đây là một kích thước tiêu chuẩn cho công trình nhà vườn. Và công trình này có tổng diện tích thiết kế là 130m2. Còn sẵn Yến vừa chia sẻ về chiều dài, chiều rộng cũng như là về diện tích thì em cũng xin chia sẻ về chiều cao luôn nhé. Công trình sẽ có chiều cao từ cót song không, đỉnh của mái sẽ là 6,4m, sàn cho đến sàn mái sẽ là 3,9m thì quý vị. Đây cũng là cái chiều cao khá là tiêu chuẩn. Và đó là tổng quan bên ngoài công trình. Bây giờ chúng tôi sẽ dẫn quý vị chúng ta tiến bên trong để xem các phân chia công năng của ngôi nhà này. Vào bên trong của công trình thì khu vực đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu quý vị đó chính là không gian của phòng khách, một không gian rất là rộng rãi luôn. Không biết thì vào không gian này thì Yến cảm giác như thế nào? Dạ, đầu tiên thì khi mà bước vào cái không gian này á thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy nó rất là thoáng và rộng rãi. Và em cũng nghĩ là nếu như mà cái không gian rộng rãi như vậy á thì nó cũng nhờ vào một phần, đó chính là màu sắc mà chúng ta lựa chọn cho cái căn phòng ở đây. Như em thấy thì chủ nhà đã lựa chọn cái tông màu sáng cho tất cả từ phần tường nè cho đến phần trần và cái phần sàn lót gạch ở dưới đây. Đó, và cái tông màu sáng như vậy thì nó giúp cho chúng ta cảm giác nó rất là rộng rãi căn phòng của chúng ta hơn. Đúng rồi, và gam màu sáng này lúc nào nó cũng tạo cảm giác rất là dịu mắt á Yến. Chúng ta sẽ luôn cảm giác cái không gian như được cơi nới hơn so với diện tích thật của nó. Và với công trình này thì cái phần sàn bên dưới nha, gia chủ sẽ lựa chọn đó chính là cái gạch khổ lớn 80x80 với những cái đường vân cũng rất là đẹp. Về gạch thì một lần nữa nó cũng sẽ thuộc về vật tư vật liệu mà gia chủ hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn. Ví dụ là nhiều gia chủ thích là gạch Priam nè. Và có một số gia chủ lại thích là granite, thì tùy theo gọi là sở thích cũng như khả năng tài chính mà chúng ta hoàn toàn có thể chủ động để lựa chọn như quý vị. Và không gian này về nội thất thì hiện tại gia chủ đã đặt ở đây, đó chính là có một bộ sofa này ha, ở đây một chiếc bàn trà và đối diện sẽ là kệ tivi nữa, cũng rất là đẹp. Về vị trí kệ tivi này Yến phải nói là nhiều cái nơi trưng bày của gia chủ luôn, có thể thấy là rất là nhiều những cái vật phẩm này ha, rồi những cái đồ trang trí, thậm chí là bằng khen chẳng hạn vân vân. Chắc chắn rằng khi mà ngồi đây để mà xem tivi mà cũng sẽ cảm giác rất là dễ chịu. Còn về cái tivi này không biết có gì đặc biệt không, Yến có thể chia sẻ với mọi người được không? Và đây là một món quà tri ân mà công ty Mắc Home đã gửi đến tặng cho khách hàng nhân dịp ngày bàn giao như thế này.
Phải nói là nếu quý vị làm việc ở công ty chúng tôi thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái chương trình, ví dụ là đang theo chương trình tặng TV rồi. Và ngoài ra nha, nếu quý vị chúng ta ký kết hợp đồng thiết kế và thi công thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được đội ngũ thanh tra nè, giám sát nè, thường xuyên sẽ túc trực công trình cũng như là kiểm tra online hoặc là đến trực tiếp. Ngoài ra nha Yến, nếu như mà không có gọi là thi công của công ty mà chỉ thiết kế thôi thì chúng tôi vẫn sẽ có một cái gói hỗ trợ, đó chính là 2 lần thanh tra giám sát. Đây sẽ là một cái điểm cộng rất lớn công ty so với những đơn vị khác, cho nên là quý vị cũng có thể cân nhắc nhé. Nhìn lên trên trần một chút xíu thì quý vị có thể thấy là hệ thống của công trình này là đèn downlight tiết kiệm điện nè, dày dọc khóc công trình, và ấn tượng ở ngay vị trí trung tâm sẽ là một cái quạt đèn trần rất là đẹp đúng không em? Dạ đúng rồi, và chi tiết quạt này á, thì có kết hợp với lại phần đèn luôn. Một lần nữa nó cũng vừa mang tính thẩm mỹ và nó tiện ích hơn cho chúng ta khi mà sử dụng. Hiện tại thì ngoài đèn ra chúng tôi còn có những vật liệu như là sơn, này, bột bã và các trang thiết bị vệ sinh. Thì quý vị nào mà có nhu cầu thì quý vị có thể tham khảo thêm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển qua đây đi. Thì đây sẽ là một không gian cá nhân của công trình nha quý vị. Đó chính là không gian của phòng ngủ. Hiện tại thì căn phòng này thì được bố trí cũng khá là đơn giản thôi. Ở trong thì gia chủ đã đặt một tấm nệm này ha, rồi bàn nè, và đặc biệt nữa Yến ơi, đó chính là ở đây sẽ có một cái sofa nhỏ nhỏ. Thật sự thì cái điều này có thể là sẽ gây gọi là hơi làm lạ cho nhiều khách hàng, bởi vì nhiều người sẽ nghĩ là ủa tại sao phòng ngủ mà lại đặt sofa. Nhưng mà thật sự là anh nghĩ rằng cái đó là tùy theo sở thích thôi, và khi mà có sofa ở đây mình ngồi mình thư giãn, có những cái luồng gió mát thì cũng rất là tuyệt vời đúng không Yến? Dạ đúng rồi anh. Tại vì khi mà chúng ta có đặt một cái ghế sofa ở đây này, lại ngay một khung cửa sổ to như thế này, ra mặt chính như thế này, thì chúng ta có thể lấy được ánh sáng và chúng ta có thể ngồi đây để mà làm việc. Và em thì em thích ngồi như này để mà thư giãn. Đúng rồi, và chưa kể là khu viên nhà của anh Tùng và chị My thì rất là nhiều cây xanh nữa, cho nên là phải nói là cái view rất là tuyệt vời nha quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển dần ra những không gian ở phía sau nhé. Tiếp theo thì chúng ta lại đến với một phòng ngủ. Tuy nhiên là phòng ngủ này thì nó sẽ có diện tích lớn hơn phòng ngủ kia nha quý vị. Bởi vì đây là một phòng ngủ gọi là phòng ngủ master, rất là rộng luôn. Thì không biết là vào cái phòng ngủ này thì Yến thấy thế nào? Dạ, khi mà bước vào đây thì em cảm thấy trong cái phòng ngủ này nó rất là tiện nghi luôn. Vì đã được bố trí đầy đủ nè, như là giường nè, kệ nè, tủ nè. Ở bên này có một tủ quần áo lớn, và một điều quan trọng nữa là trong này có một phòng vệ sinh khép kín. Đúng rồi, và thật sự là nhà vệ sinh khép kín là một cái điểm cộng rất là lớn đúng không Yến? Bởi vì ví dụ đi vào buổi tối ban đêm chẳng hạn chúng ta cần sử dụng, thì thay vì việc mà chúng ta phải di chuyển rất là xa đi ra phía bên ngoài, thì bên ngay bên trong phòng của mình có cái nhà vệ sinh luôn, thì là một điểm cộng rất là lớn nha quý vị. Và nhiều quý vị thì lại lo lắng là nhà vệ sinh khép kín thì có ám mùi khó chịu hay không, hay là có vi phạm về phong thủy hay không, thì quý vị có thể yên tâm vấn đề này. Liên quan đến mùi khó chịu thì chúng ta chỉ cần đơn giản là vào ra hay ta đóng khít cửa lại, hoặc là ta có thể đặt những cái túi thơm, nhiều cách để mà thông gió chẳng hạn. Và còn về phong thủy thì cũng sẽ có những cách hóa giải, ví dụ là ta có thể đặt thêm đồng xu ngũ đế, hoặc là nếu không thì chúng ta chỉ cần đi ra đóng khít cửa thôi, thì những cái uế khí xú khí nó sẽ không ảnh hưởng đến không gian ngủ nghỉ của mình. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục di chuyển qua đây đi. Thì đây lại là một phòng ngủ đấy nhé. Vậy là tổng cộng là công trình của nhà anh Tùng và chị My là sẽ có đến 3 phòng ngủ nha quý vị. Với không gian phòng ngủ này thì cũng phải nói là khá là thoáng, là nhờ vào cái ô kính rất ô cửa rất là rộng ở đây nè Yến ơi. Một khung cửa sổ lớn như thế này cũng có thể nói đây là một chủ ích của Mac Home nha. Đối với công ty của chúng ta, khi mà chúng ta thiết kế và thi công nhà cho khách hàng, thường sẽ là để cho căn phòng của chúng ta có một ô để lấy sáng, hoặc là ô cửa sổ nó lớn như thế này. Và khi mà chúng ta có một cái khung cửa như thế này, chúng ta có thể đón được ánh sáng vào cũng như là cái nguồn vượng khí vào, thì cái điều này nó cũng giúp cho chúng ta, căn phòng của chúng ta nó không có bị ngột ngạt quá. Đúng rồi, và đây luôn luôn là cái yêu cầu cơ bản nha khi mà chúng ta thiết kế và thi công những căn phòng ngủ của Mac Home. Từ bây giờ thì chúng ta chưa bàn đến những cái ô cửa thông phòng như thế này, thì bây giờ tôi cũng sẽ giới thiệu một chút xíu ha. Với những ô cửa này nè Yến, thì Yến đóng mở thì Yến sẽ cảm giác là đâu em thử mở thì em sẽ thấy là rất là nhẹ đúng không nè. Thật sự thì nhìn thì ta sẽ nghĩ nó là gỗ tự nhiên đúng không? Nhưng mà thật sự không phải đâu quý vị, bởi vì nó nhẹ như thế này thì chắc chắn nó không phải là gỗ tự nhiên được, mà đây sẽ là những dòng cửa composite. Bây giờ thì những dòng cửa này rất là được chuộng nha Yến, bởi vì sao? Thứ nhất là nó rất là nhẹ tay đúng không nè, kể cả là trẻ em hoặc người lớn tuổi thì đóng mở cũng rất là dễ dàng. Và thứ hai là những cái đường vân này Yến thấy không, nhìn rất là thật luôn. Thật sự là nếu mà chúng ta
không mà rành lắm thì chúng ta cũng không thể nào phân biệt được giữa cửa này với cửa tự nhiên hết. Và một cái điểm cộng thứ ba nữa là về giá cả, thì chắc chắn rằng chi phí cho những cái ô cửa này nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều so với cửa tự nhiên. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển qua đây đi. Thì đây sẽ là một không gian người ta hay gọi là không gian phụ ha. Nhưng mà nó không phải là nó không hề phụ xíu nào hết, bởi vì nó cũng đóng vai trò rất là quan trọng. Đó chính là khu vực tắm nè, khu vực vệ sinh và cả lavabo. Thì chúng ta sẽ bố trí làm ba khu vực riêng biệt thế này. Yến có thấy là khi mà chúng ta chia ra làm ba không gian thế này thì phải nói là một cái ưu điểm rất là lớn không? Dạ đúng rồi, khi mà chúng ta chia ra như thế này á thì cùng một lúc chúng ta có thể sử dụng được tới 3 không gian, và chúng ta cũng các thành viên trong gia đình cũng không cần phải chờ nhau quá lâu. Đúng rồi, và về các trang thiết bị vệ sinh nha quý vị, thì hiện tại Mắt Hôn của chúng ta cũng đang có, đó chính là sản xuất và phân phối liên quan đến những trang thiết bị vệ sinh, ví dụ là từ lavabo này ha, toilet hay thậm chí cả vòi sen, và thậm chí luôn có cả bồn tắm nữa. Nếu như quý vị có nhu cầu thì có thể đến trực tiếp showroom với chúng tôi để mà tham khảo qua. Từ bây giờ đây anh nghĩ có một cái thắc mắc của nhiều quý vị xem là ủa sao giới thiệu hoài không thấy phòng bếp ở đâu, vậy thì Yến có thể bật mí được không? Và công trình này có một điểm đặc biệt, đó chính là thay vì làm phòng bếp chung với lại không gian ở luôn ấy, thì chủ nhà có làm một khu gian bếp tách biệt ở phía sau như thế này. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo Nhật An và Hải Yến đi đến không gian bếp nhé. Thật sự là một không gian bếp phải nói là cũng rất là rộng rãi đúng không Yến? Và khi mà chia ra như thế này thì thật sự nó cũng sẽ có cái ưu điểm nha. Cái điều này nó tùy thuộc vào sở thích của gia chủ thôi, không có đúng và sai. Tức là khi mà chúng ta tách biệt không gian bếp ra thì thường một số gia đình sẽ quan niệm là không gian bếp và Yến là thường chúng ta phải nấu ăn đúng không nào? Thì ít nhiều nó cũng sẽ có mùi khó chịu. Cho nên là nếu mà tách biệt ra thế này thì sẽ không ảnh hưởng gì đến không gian sinh hoạt, ngủ nghỉ cũng như là tiếp khách của gia đình. Thì cái điều đó là tùy thuộc vào sở thích của từng gia đình thôi. Nếu quý vị có khoảng đất rộng rãi thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể tách biệt không gian bếp ra như thế này. Với kệ tủ bếp ở đây sẽ là kệ tủ bếp hình chữ U, phải nói là cũng rất là hoành tráng luôn nha quý vị. Thường ở Yến thì mình hay thấy là kệ tủ bếp chữ L đúng không nè, là được sử dụng rất là nhiều. Và với kệ tủ bếp chữ U như thế này thì quả thật anh nghĩ là nếu mà ai mà có sở thích nội trợ một chút xíu ha thì chắc chắn đây là không gian quá lý tưởng luôn. Dạ đúng rồi, tại vì cái kệ bếp của chúng ta này khi mà làm cái hình dáng chữ U ấy, nó sẽ rất là rộng rãi. Và em đối với một người mà em thích, rất là thích nấu ăn đó, thì em với một cái không gian bếp này là em có thể bày được rất là nhiều đồ đó. Đúng rồi, và mình có thể lưu trữ rất là nhiều đồ đạc ở phía bên dưới đúng không nào? Và cái không gian bếp này Yến có thấy là rất là thoáng không? Dạ, và đúng rồi, không gian bếp ở đây của chúng ta rất là thoáng. Nhờ vào những cái ô cửa này á, thì khi mà chúng ta nấu ăn á, chúng ta có thể lấy được ánh sáng. Và nó cũng sẽ, những cái ô cửa này nó cũng sẽ giúp chúng ta là bay bớt những cái mùi đồ ăn ra bên ngoài. Đúng rồi, cho nên là trong việc thiết kế thì chúng tôi cũng sẽ tính toán rất là kỹ lưỡng về vấn đề này nha quý vị. Và là ngày hôm nay thì Nhật An và Hải Yến đã dẫn quý vị chúng ta ghé thăm công trình của nhà anh Tùng và chị My và cùng nhau thực hiện nghi thức lễ bàn giao. Phải nói rằng đây là một công trình nhà vườn kiểu mẫu, và tôi nghĩ rằng trong tương lai thì cũng sẽ có rất là nhiều gia chủ yêu thích mẫu nhà này để mà thiết kế và thi công. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công thì cần ngại liên hệ ngay với Mắt Hôn qua hotline 0964458888, 0821333333 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì Nhật An, Hải Yến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.